Pathologic là một tựa game mua man kịch để biên đạo công phu cùng những ẩn ý nơi mọi diễn viên đều làm tròn vai của mình và thậm chí không hay biết về ranh giới của sân khấu. Những khúc mắc và xung đột được buộc thắt cầu kỳ bởi một sợi dây vô hình và lời giải chỉ hiện ra dưới những con mắt tinh tường, góc nhìn của những kẻ tự do và dũng cảm, những trái tim sẵn sàng hy sinh. Cũng có thể Pathologic là một cánh cửa dẫn đến thế giới phi hiện thực vô cùng khắc nghiệt, một ác mộng hoang dại và tự do nhất, nơi bạn sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng, đặt những quy chuẩn đạo đức cùng lợi ích cá nhân lên bàn cân. Vũ khí tối thượng người chơi chính là nhận thức và niềm tin. Để đến khi bạn khép lại cánh cửa ấy sau lưng mà vẫn băn khoăn với một câu hỏi, liệu những gì xảy ra nơi đồng hoang ấy đơn giản chỉ là tình tiết trong một vở kịch hoàn hảo hay chúng vẫn hiện hữu hàng ngày nơi chúng ta gọi là hiện thực? Video các bạn đang xem được tài trợ bởi Hyperbox PC, thương hiệu PC được build sẵn đang được vận hành bởi TechSpace. Nếu như các bạn đang có nhu cầu mua sắm dàn máy để phục vụ cho nhu cầu giải trí, chơi game hay công việc hàng ngày thì đừng quên tham khảo những bộ máy đang được tối ưu rất tốt về cấu hình và mức giá đi kèm với nhiều khuyến mại hấp dẫn. Đừng quên nhập mã giảm giá mình để trong phần mô tả và phần bình luận video này để có thể nhận được khuyến mãi độc quyền dành cho anh em đăng ký kênh Dio Mio nhé. Pathologic là một tựa game sandbox thuộc thể loại survival horror, pha lẫn nhiều yếu tố như roleplay, immersive và adventure game tập trung khai thác vào những chủ đề tâm lý, y học, thần học và tôn giáo. Bên cạnh đó, bản thân game cũng là bức họa tái hiện những cuộc chiến vĩ đại nhất của lịch sử loài người. Những xung đột sẽ không có hồi kết cho đến khi nào nhân loại còn ngự trị trên mặt đất. Game được phát triển bởi một indie studio có tên là Epic Lodge tại Liên bang Nga. Họ tập trung vào xây dựng những trải nghiệm riêng ở từng người chơi thông qua những lựa chọn, khai thác những chủ đề gần gũi nhưng ít khi được quan tâm bởi đại bộ phận đa số người chơi game. Yếu tố nhập vai sinh tồn được tập trung và xây dựng tỉ mỉ cũng như sự phát triển của immersive sim. Pathologic không đi theo hướng kể chuyện thông thường, không bày sẵn bất kỳ điều gì mà đặt nó dưới quy luật tảng băng. Những câu chuyện nằm trong câu chuyện như những con búp bê Nga vậy. Chỉ chờ đợi những người chơi tâm đắc và đủ khả năng lột đến lớp vỏ cuối cùng. Pathologic kể về cuộc hành trình nguy hiểm và trông gai của ba nhân vật, đặc biệt tại một thị trấn Gokhon, nằm đâu đó tại vùng hoang mạc nước Nga. Ba người được, được miêu tả là những healers, những kẻ có khả năng cứu rỗi hoặc ngược lại cướp đi mạng sống. Cử nhân Daniel Ravkovsky, thầy tế Anthony Bugad và Clara Thánh Nhân. Cả ba đều đến nơi đồng hoang này trong những hoàn cảnh bất đắc dĩ và ngặt nghèo. Một trò chơi khăm của số phận khi sự xuất hiện của họ cùng lúc với sự bùng phát của một đại dịch bí ẩn có khả năng lây truyền cực nhanh. Những kẻ xấu số mắc bệnh này thường không tránh khỏi một cái chết vô cùng đau đớn. Theo sau dịch bệnh là bạo loạn, cướp bóc, hy vọng cạn dần dẫn đến sự chia phe phái giữa các thế lực cuồng tín. Các nhà lãnh đạo thị trấn tìm cách che giấu sự thật, thao túng người khác để trục lợi. Thời gian sắp hết, mọi hy vọng bị nuốt chửng Giữa những sự hỗn loạn đó, cả ba con người đặc biệt này đều phải tăng tốc trong cuộc đua nước rút, chống lại dịch bệnh, đồng thời khám phá những bí ẩn bị chôn giấu tại nơi hoang mạc. Liệu họ có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao và tìm được mục đích tồn tại của bản thân trong thế giới của những vở kịch? Tất cả đều tùy thuộc vào những quyết định của người chơi. Pathologic là một tựa game sandbox, tức là người chơi sẽ có sự tự do nhất định ở trong game. Điều này không có gì đáng nói nếu tựa game không thuộc thể loại kinh dị. Chính xác là việc xây dựng và phát triển một tựa game kinh dị tuyến tính là nơi đi an toàn hơn nhiều việc đưa người chơi vào một con đường duy nhất hạn chế mọi sự tự do đảm bảo những màn hù dọa có script từ trước ném thêm các đoạn cinematic tại một thời điểm hoặc địa điểm vào trong game là họ có thể hù dọa thành công người chơi những tựa game horror cũ còn đặt chúng ta vào những màn chơi cụ thể nơi người chơi loanh quanh giải đố hay chiến đấu trong một môi trường cố định cho đến khi hoàn thành mục tiêu mới được di chuyển sang khu vực khác một môi trường sandbox hay open world phù hợp với một game RPG nhiều hơn, nơi nhà phát triển có thể lên kịch bản cho nhiều câu chuyện nhỏ, nhiều sự kiện không liên quan đến nhau hoặc các sự kiện có liên quan nhưng người chơi không phải trải qua chúng theo một trình tự nhất định nào cả. Ngược lại, trong một tựa game kinh dị, mọi tình tiết cần phải được sắp xếp theo một đường thẳng, đảm bảo các bí ẩn quan trọng nhất và được hé mở trước mắt người chơi theo thứ tự để giữ được tính giật gần, kịch tính những game kinh dị tuyến tính dùng các thủ pháp đặc trưng của mình để đánh lừa người chơi về mức độ tự do không gian bằng cách tạo ra một con đường ngoằn ngoèo, một hành lang có nhiều cánh cửa có thể được mở, vứt người chơi vào một màn sương hoặc bóng tối để vừa hạn chế tầm nhìn nhưng cùng lúc tiêm nhiễm một cảm giác rộng lớn mờ ảo về giới hạn. Đâu ở điểm kết của màn sương hay bóng tối này với những tựa game như Silent Hill 2 hay phim The Mist hay bao giờ tôi đi hết con đường này như tựa game Alan Wake giống như một cái mê cung nhưng bạn đã được vạch sẵn một sợi len để đi theo và cái gì đến cũng sẽ đến bạn chọn thấy cánh cửa đúng trong một những cánh cửa kia hoặc mò ra một số đồ vật quyết định để tiếp tục tịnh tiến và thế là màn chơi kết thúc nếu thu thiển thì loading screen ấn tượng hơn là một đoạn cutscene chỉ có thế mà thôi nhưng ở những game như Pathologic không chỉ có môi trường rộng mở để người chơi tự do khám phá nó còn sở hữu chu kỳ ngày đêm với các trạng thái hoàng hôn trưa chiều tà và đêm muộn chuyển đổi thời tiết một cách rất tỉ mỉ bầu trời trong game có lúc nhiều mây có lúc quang đãng một cơn mưa tại đồng hoa không bao giờ ào một cái là đến ngay mà sẽ làm mưa nhỏ từng hạt rồi mới đến mưa tầm tã sau đó dần dần tạnh khung cảnh thị trấn lúc chớm đông hiện ra vừa chân thật nhưng cũng vừa kỳ quái tạo nên tâm trạng bất an để củng cố độ chân thực cũng như tâm lý sợ hãi khi đột ngột thay đổi không gian thế giới của pathologic sẽ có những khu vực liên tục thay đổi hình thái màu sắc và các chi tiết nhỏ theo ngày hoặc trong những sự kiện đặc biệt số lượng npc cũng thay đổi theo đặc biệt là trong những khu khách ly khi bầu trời chuyển hẳn sang màu xanh độc hại và các căn nhà bị phủ kín bởi những lớp rêu mốc trông như máu. Thị trấn Gò được thiết kế rất tỉ mỉ với các tuyến đường ngoằn nghèo với những vị trí đặc biệt đủ hách não người chơi kết hợp với sự đồng nhất và nổi bật. Ví dụ như hàng loạt những ngôi nhà xen kẽ nhau có một kiểu kiến trúc na ná nhau chỉ để tô lên sự kỳ diệu của một công trình đặc biệt nào đó. Ví dụ như The Tower hay The Abattoir hay những bậc thang lên thiên đường tại các trung tâm của từng khu vực. Âm thanh cũng thực sự ấn tượng, một chuỗi nhạc hoặc đồng sướng rột rập hoặc đơn giản là tiếng rên rỉ theo nhịp điệu những đoạn nhạc cổ xưa man dại kết hợp với tiếng va đập của máy móc công nghiệp tiếng chuông văng vẳng tại tháp đồng hồ hay cuối cùng là âm nhạc du dương tóm lại i speak Go con bằng nền tảng short engine dựa trên những giới hạn về nguồn lực nhưng gây được sự cuốn hút ai đã từng chơi qua tựa game này cũng phải thừa nhận rằng chính cái sự kỳ quái Arthur worldly na ná phong cách của tim burton ở trong lodge đã khiến thế giới trong game trở nên sống động và níu chặt lấy họ đây là một tựa game xế một câu chuyện với nhiều plot twist được xây dựng khéo léo cách dẫn chuyện vẫn giữ được sự hồi hộp đến phút cuối, cũng như những câu hỏi khiến người chơi phải suy nghĩ nhiều ngày. Và tất nhiên để truyền tải điều đó, Icepick đã dùng khá nhiều những biện pháp storytelling và mức độ như qua text chẳng hạn, có thể qua hội thoại, một bức thư hay qua môi trường xung quanh. Ví dụ như chỉ cần nhìn vào một kiến trúc và cách bố trí nội thất của một nhân vật cũng có thể đoán ra được rất nhiều về nhân vật đó như những triết lý, vấn đề về cá nhân, vân vân vân. Nhìn vào những công trình kiến trúc của thành phố và cách chúng được bố trí để biết về tín ngưỡng và mức độ ảnh hưởng của từng gia tộc, nhìn vào trang phục, âm nhạc, tất cả mọi chi tiết đều như đang cố kể điều gì đó, kể cả khi pathologic hầu như không cắt cảnh mấy, cũng như các nhân vật hầu như chẳng di chuyển đi đâu ngoài căn nhà của họ cả. Phần trước của từng nhân vật cũng góp phần câu chuyện được đi mượt mà hơn khi các trải nghiệm của các lần chơi đều là song song, tức là khi chọn nhân vật khác thì bạn sẽ được nhìn cùng một câu chuyện qua một lăng kính khác tất cả những gì xảy ra ở cùng một mức thời gian cho người chơi cảm nhận từ góc thứ nhất thay vì gói gọn trong một cái cutscene góc thứ ba bằng việc kết hợp nhuẩn nhuyễn giữa hai yếu tố survival rpg studio I Speak Lock đã mang đến cho pathologic một nỗi sợ hãi hoàn hảo nỗi sợ hãi của sự hữu hạn tài nguyên của các game survival thường rất hạn hẹp súng đạn hay medkit đều là những thứ mà game thủ ngoài việc lo tìm đường giải đố hay tiêu diệt kẻ thù thì phải bỏ công ra săn lùng Điều này gây nên cảm giác lo sợ hơn khi có súng nhưng chỉ còn vài viên đạn và kẻ thù thì đang sát gáy. Người chơi sẽ phải run bần bật khi thanh HP đã ở mức báo động nhưng số lượng medkit đã không còn. Lấy ví dụ điển hình như hai franchise survival horror game nổi tiếng như Silent Hill và Resident Evil. Cảm giác phải tích cóp tài nguyên ít ỏi, mọi giác quan đều căng lên để tránh mắc phải những sai lầm nhất. Còn nếu nói về game RPG, phần đông người chơi thậm chí có xuất hiện hành vi phát cuồng tiết kiệm, đặc biệt là các loại potion hay armor chỉ vì họ lo sợ rằng mình sẽ không sống sót nổi nếu đối mặt với boss. tuy nhiên, đối với những game mở đã trải nghiệm nhiều thể loại game, thì việc chỉ thiếu nhu yếu phẩm có thể nhặt hoặc mua bán để làm đầy lại là chưa đủ để có thể làm khó hay khiến họ hồi hộp. vì vậy, pathologic được tạo ra với không chỉ tiêu thốn cơ bản, mà nhà phát triển còn lấy đi thứ mà hầu hết người chơi tin là đồng minh bất di bất dịch của mình yếu tố liên quan đến thời gian. phải, quy thời gian một ngày ở trong pathologic tỷ lệ thuận với thời gian sống của nhân vật. mỗi ngày, người chơi sẽ bắt buộc phải hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng. Nếu bạn hoàn thành không kịp chúng thì dù có đủ 100 HP, mặc đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân thì game cũng sẽ kết thúc. 24 tiếng trôi qua rất nhanh trong thế giới của game. Nếu không tinh tế và lập kế hoạch walkthrough chi tiết, bạn sẽ rất nhanh chóng thấy mình mắc kẹt trong tình huống bắt buộc phải loát game. Mỗi một ngày trôi qua sẽ có những sự kiện đến và đi vĩnh viễn và nỗi sợ hãi hoạn của chúng ta sẽ đẩy người chơi đến những quyết định gây sốc. Sự luyến tiếc những việc ta chưa kịp làm và trân trọng những gì ta đã đạt được. Hệ thống Clockwork ở trong Pathologic cũng đảm bảo nhiều bí mật mới mẻ chào đón người chơi mỗi ngày để tự game không trở nên quá nhàm chán. Ngoài vấn đề về thời gian thì người chơi còn phải quản lý cẩn trọng các chỉ số như Immunity, khả năng phòng bệnh, Health, Reputation, Hunger, Infection và Fatigue. Yếu tố thực tế đẩy rất mạnh ở trong Pathologic. Đây là hướng phát triển rất hiếm so với game cũ, đặc biệt là những game từ năm 2005. Để giữ những chỉ số có lợi mức cao và hạn chế sự gia tăng chỉ số tiêu cực, nhân vật của chúng ta cần phải được ăn uống, ngủ nghỉ và sử dụng thuốc một cách hợp lý. Vì ăn uống sẽ làm giảm thành hunger nhưng đồng thời lại tăng fatigue. Uống thuốc kháng sinh liều cao sẽ chữa infection và tăng immunity nhưng ngược lại sẽ làm giảm health. Bạn cũng phải tính toán thời gian hoàn thành quest để có thể dư ra ít nhất 4 giờ để ngủ mỗi tối, nếu không hai thành fatigue và health sẽ không được hồi phục. Nghe qua thì thấy phức tạp rồi, nhưng sự phức tạp được pha đúng điều lượng lại là thứ thu hút người chơi nhất. Game cho chúng ta nhập vai thông qua hệ thống hội thoại có chiều sâu, lời thoại nhân vật được lên kịch bản chi tiết và làm nổi bật rõ tính cách của từng nhân vật. Phần lớn thời gian game chúng ta chỉ việc chạy loanh quanh và nói chuyện với các NPC ở trong thị trấn. Người chơi sẽ rất hiếm khi rơi vào tình trạng chán nản bởi mọi câu thoại đều mang ý nghĩa hoặc manh mối nào đó dẫn đến việc hoàn thành game. Có thể nói, yếu tố RPG cũng như dẫn chuyện ở trong Pathologic có đôi chút giống với tựa game Dark Souls, nơi những trải nghiệm đến rất tự do, mơ hồ khó hiểu và đầy bí ẩn có thể nhận xét chính lời thoại tinh tế đầy tính kịch kết hợp với yếu tố sinh tồn phức tạp và một bầu không khí mê hoặc ám ảnh chính là điểm mạnh quan trọng nhất của tựa game Để hỗ trợ từ không gian chân thực qua những khía cạnh như cốt truyện các tuyến nhân vật để phát triển với những ý tưởng quan điểm đa dạng và chi tiết game đặt người chơi trước những sự lựa chọn khó khăn nhưng vấn đề cần phải lựa chọn với những thông tin cần thiết để lựa chọn người chơi trở nên tự chủ thành công trong việc thuyết phục nhiều lúc game lại lèo lái người chơi theo một cách lựa chọn duy nhất nhưng chính bản thân mình lại cảm thấy bị thuyết phục như vậy là ổn hoặc là phải đánh cửa vào cảm nghĩ của bản thân ví dụ như số phận của nhân vật có hồn mà bạn sẽ quyết định ở trong game bạn sẽ không nhất thiết phải ghép một nhân vật nào đó nhưng sẽ có nhiệm vụ bạn phải làm hại đến họ trong pathologic bạn sẽ không thể đối mặt với ác nhân nào cả bạn và cư dân nơi đồng hoang đều phải đối mặt một vấn đề chung mỗi người đều có động cơ và niềm tin khác nhau và xung đột xảy ra khi mục đích chung đối mặt với những cách giải quyết khác nhau các tuyến nhân vật được lựa chọn để người chơi nhập vai đều có một background khá rõ ràng và một mục đích hành động có sẵn đó chính là tồn tại thường xuyên xảy ra trong tựa game đó chính là nhà phát triển của game sẽ cài cắm những trường đoạn phá vỡ bức tường thứ tư với mục đích kiểm tra lại hành động và hỏi xem bản thân bạn là ai trên thế giới ấy ví dụ như phần tutorial đầu tiên của game khi bạn được một người thi hành lệnh cách ly chỉ bảo cho cách chơi với những game thông thường thì sẽ kiểu hiện nút bấm các thứ để bạn bấm theo nhưng với paralogic người hướng dẫn của bạn sẽ nói thẳng rằng bạn đang chơi game hay đúng hơn những quy luật của game đôi khi cũng có thể áp dụng vào đời thực và ngược lại về điểm trừ của game, có thể nói lời nguyền của đa số tựa game indie chính là sự thiếu trao chuốt trong đồ họa. Pathologic có những tạo hình khá ấn tượng, ví dụ như Executor, hai cái cách các nhân vật cử động lờ đờ ở background khiến mỗi cuộc hội thoại có cảm giác bất an và kỳ bí. Thế nhưng, những NPC không tỏa sáng còn lại thì có tạo hình và cử chỉ rất tệ. Việc tạo hình nhàm chán và lặp lại của những NPC này có thể được lý giải bằng việc phá vỡ bức tường thứ tư của iSpec Về lý thuyết những con rối, nhân vật phụ trên sân khấu được bật mí nhiều lần trong game thế nhưng ở góc nhìn trực quan thì cũng là một thiếu sót có thể cải thiện hơn tổng kết lại chắc chắn sẽ là một trải nghiệm game mà bất kỳ ai trải qua đều chẳng bao giờ quên từ cốt truyện cho đến cách dẫn chuyện đều làm trao chuốt và hợp lý lối truyện immersive tự do kết hợp với những plot twist đỉnh cao và nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc chắc chắn sẽ làm hài lòng các fan của những thể loại game kinh dị hardcore survival horror rồi đó là mỗi thông tin mình muốn chia sẻ cho các bạn về tựa game này. Nếu như các bạn thấy video này hay, hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Dio Người Hồn Mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.